Hôm nay Chi Chi đi học được mặc đồ tự do hả cô chú anh chị? Hôm nay là cái ngày làm từ thiện, đem tiền đến trường góp tiền làm từ thiện thì sẽ được mặc đồ tự do. Xin chào con bác cô chú. Hôm nay Chi Chi được ba đưa đi học nè cô chú anh chị. Đưa chị vô trường hết cô chú anh chị. Bây giờ hai vợ chồng sẽ, hôm nay là Anthony anh sẽ không có đi làm mọi người. Anh nghỉ một ngày thứ sáu sẽ đi ngân hàng, đi shopping, đi mua đồ gì đó cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ ghé đây dán cái màn hình điện thoại hết cô chú anh chị. Anthony tặng Kim cái điện thoại mới cho mùa Giáng sinh năm nay nè mọi người. Đã đi xong một shop rồi cô chú anh chị, mua được đèn cho Giáng sinh với lại mua một cái ít đồ nữa. Bây giờ sẽ đi đến một cái shop nữa cô chú anh chị, sẽ đi đến một cái cửa hàng nữa mà mua đồ mà dụng cụ ở trong nhà đó cô chú anh chị. Hôm nay ba Chi nghỉ làm một ngày để dẫn Kim đi mua sắm đồ cho Giáng sinh này cô chú anh chị. Kim mua mấy cái giỏ này để đựng quần áo dơ nè hả cô chú anh chị. Cái giỏ ở dưới nhà bếp á, cũng lâu rồi mọi người, nó cũ quá chừng rồi. Bây giờ Kim sẽ mua cái mới. Mấy cái đồ đan glass này nè. Kim thích những cái đồ đan glass này nè mọi người. £35. That's a large basket.
That was slide underneath the... But they don't have the lid. It doesn't have a lid. Cái giỏ bự này nè là 1 triệu mấy đó cô chú anh chị. Ở bên Việt Nam không biết, mình cũng có đồ đăng lát nè, không biết nhập nước ngoài bán được bao nhiêu hết cô chú chị, nhưng mà ở bên đây mắc dữ lắm mọi người. Đây nè, cái giỏ lớn. Mấy cái này đẹp quá chừng nè. Yeah, look at these winter socks, look. Yeah. I think the one, that's the one we got already. That's probably where I bought the other one from. Nó mua xong rồi cô chú ơi, mua được cái giỏ khổng lồ luôn mọi người. Con này lớn bị xe. That's why you want me to come so I can carry everything. Yeah. Really? Good. Một giờ chiều rồi cô chú anh chị. Hồi sáng tới giờ chạy tới chạy lui. Hết buổi sáng luôn rồi, xế luôn rồi cô chú. Đi về nhà xong rồi cái họ chuẩn bị đi đón chi nữa mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con mang về vô đi về chơi. Hôm nay có bằng khen nữa nè cô chú anh chị. Rồi ngồi xuống đi con.